Nhiều người trong đấy có tôi đã từng nghĩ Narcos sẽ hạ nhiệt hay nhà sản xuất sẽ làm nốt cho xong Khi mà cái tên đình đám Pablo Escobar đã không còn Nhưng mà chính hai phần đầu lại là phần chuẩn bị cần có để tạo nên phần cuối trong chuỗi series Narcos căng thẳng và cao trào nhất Tóm tắt nhanh hai phần trước, ông chùm bánh khảo Pablo Escobar sau khi bị cả phe chính phủ và băng mai thúy top 2 đánh úp đã chính thức bay màu cùng cơ nghiệp chất trắng hàng chục nghìn tỷ đô của mình. Nhưng cuộc chiến chống cocaine thì vẫn còn nguyên đó, thậm chí còn khó khăn hơn khi mà đối trọng mà phía Mỹ và chính phủ Colombia phải đối mặt là một băng Cali hệ thống chuyên nghiệp hơn rất nhiều để nối tiếp phần thứ hai đặc vụ Penna sau khi đã ghi tên mình vào danh sách đặc vụ trực tiếp hạ bệ ông trùm Colombia thì đã có thời gian trở về quê nhà của mình ở Texas về với những bữa tiệc nơi mà những người nằm xuống chỉ là mấy thằng cha say bí tỉ khi tình cờ gặp lại tình cũ 10 năm trước Penna gửi tới cô lời xin lỗi muộn màng vì điều đã làm cả hai không đến được với nhau nhưng có lẽ chính nhờ lỗi lầm đó mà giờ đây cô ấy đã có một gia đình hạnh phúc Còn Penna đơn độc trên con đường chống lại tệ nạn trắng Với những người ở quê nhà, Penna giống như một vị anh hùng Còn chính ông thì biết mình không xứng đáng với cái danh xưng đó Chỉ là chiến thắng thì cũng cần một người đóng vai anh hùng Và Penna thì đã được chính phủ Mỹ lựa chọn Trong mỗi chúng ta, nếu đã từng có suy nghĩ muốn thoát khỏi ao làng để vươn ra biển lớn Đón những con sóng danh vọng xa bờ Đến khi đã thấy tận mắt rồi, họ lại ước được quay về lại đất liền nhưng sự nắng gió mặn mỏi của biển đã thay đổi họ trao cho họ một sứ mệnh không thể chối từ với Pena, ông phải quay lại với Colombia để triệt phá đường dây buôn bánh khảo của các ông trùm Cali. Nếu như Pablo lấy được sự yêu quý của dân nghèo Madeline thì những kẻ này sát vai với tầng lớp ưu tú của Colombia và trong khi Pablo khao khát ánh hào quang danh vọng thì những kẻ này lại ở trong bóng tối rồi xây dựng mạng lưới buôn lậu và phân phối phức hợp qua Mexico, cả châu Âu và Viễn Đông mà chẳng <laughs> hề để lại một chút dấu vết nào. Hay gặp ban quản lý của bang Cali, không phải một mà đến bốn ông trùm. Số 1, Pacho Herrera, giám đốc phân phối và an ninh, người được biết tới như bộ mặt công khai của băng Cali tại Colombia. Pacho chưa bao giờ xuất hiện cùng một bóng hồng nào, bởi anh là bóng Cali. Người thứ hai là Chepe Santa Cruz Londono, người chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Hoa Kỳ, cụ thể là New York. Tiếp theo là giám đốc điều hành Miguel Rodriguez. Ông ta chịu trách nhiệm theo dõi toàn bộ số tiền được thu vào và chi ra của băng đảng. Cuối cùng, CEO, người đặt kế hoạch, bố giả Cali, Gilberto Rodriguez. Ngày hôm nay, tất cả các thành viên cộng cán của băng Cali sẽ họp lại với nhau một việc chưa từng có tiền lệ để bang chủ đưa ra một quyết định quan trọng vì thế nên đội an ninh sẽ hoạt động cực kỳ chuẩn chỉ đội an ninh được điều hành bởi Jorge Sauchido người dự định làm nốt hôm nay sau đó ôm số tiền kiếm được để đi khởi nghiệp công ty an ninh của riêng mình đây sẽ là một nhân vật quan trọng trong mùa này chúng ta sẽ gặp lại Jorge vào buổi tối cùng thời gian đó tại mỹ hải quan và DEA vừa có một cuộc đột kích vào một nhà kho chứa đầy bánh khảo và tóm được một số lính cấp trung của bang Cali trong khi những tên này tỏ ra cứng miệng thì máu mủ ruột thịt ở quê nhà lại dễ mủi lòng. Ông em này đã quyết định trà trộn vào buổi tiệc của băng Kali để giúp anh trai của mình có vé về quê. Đúng 7 giờ tối, tứ phương anh hùng hào kiệt bắt đầu đổ về biệt phủ để đón chờ thông báo quan trọng của bốn ông trùm. Lúc này ông em được thuê đã khoác lên mình bộ áo phục vụ có gắn camera bên trong, chỉ chờ các mục tiêu đứng trước mặt là sẽ nháy lấy vài pô làm bằng chứng. Cơ mà chẳng được mấy chốc, ông em đã bị trưởng ban an ninh tóm sống vì cái tội quay ngang ngó dọc khắp nơi. Jorge vừa lấy được cái camera ẩn dưới áo là bắt đầu đọc lệnh ngay từ tên khai sinh đến địa chỉ thường trú thậm chí còn biết được cả tên người yêu cũ hồi cấp 3 và tất nhiên là biết được anh trai ông cháu đang ngồi tù cấp liên bang tại mỹ khiến cho cậu phải mạo hiểm làm tay sai cho dea nói đến đây là ông cháu mắt ngắn mắt dài rồi nhưng ho không chơi theo kiểu xã hội đen ông để cho ông cháu một con đường sống là ngay lập tức phải đi khỏi cali ngay không báo với một ai kể cả mẹ ở nhà còn ở bên ngoài anh cả cali gilberto đang đưa ra thông báo quan trọng lời đầu ông chúc mừng cả gia đình làm ăn phát đạt sau khi tiếng vỗ tay còn chưa kịp ngớt, Gilberto nói đến thực trạng hiện tại giữa chính phủ và gia đình mình là chính phủ sẽ sớm khởi động lại các chiến dịch săn lùng y hệt cách đã làm với Pablo nên ông đã đàm phán với chính quyền về một thỏa thuận rằng băng Cali sẽ dừng sản xuất cocaine sau 6 tháng nữa tới đó sẽ nộp lại toàn bộ các xưởng sản xuất, kho giữ tiền và các tuyến đường vận chuyển hàng đổi lại bất cứ án tù nào được giáng xuống sẽ ở mức tối thiểu Quan trọng nhất, tiền và các doanh nghiệp hợp pháp sẽ không bị tịch thu và trong 6 tháng đó, phía chính phủ cũng sẽ tham gia vào việc kinh doanh của băng Cali cho gia đình làm một cú chót. Thêm nữa là một phần doanh thu của quý cuối năm nay sẽ được cắt ra cho mỗi nhà một phần, coi như phí bù đắp. Mặc dù anh em ở dưới vẫn vỗ tay ủng hộ, nhưng mặt ai cũng hiện lên một vẻ không phục quyết định của bố già, kể cả ba ông trùm còn lại. Ông hai Miguel lý tính hơn, cảm thấy 6 tháng này sẽ là thời điểm căng nhất nên đã đi tới phòng an ninh để hủy đơn xin nghỉ việc của Hori bảo anh chỉ cần cố thêm 6 tháng nữa thôi có khi sau lúc đấy lại mở được hai cái công ty chứ không phải một tất nhiên là lệnh của chùm thì không thể kháng được rồi ở một quán bar cách xa thủ phủ đặc vụ pena đang nhâm nhi tách martini và ngồi tia gái thì đồn trưởng bill stesner xuất hiện chắn ngang đường nhắc lại thì nếu không có đồn trưởng có lẽ hiện giờ pena đã ăn cơm tù vì hợp tác với băng đảng lẫn cộng sản ngoài ra thì đồn trưởng cũng là người ký giấy cho vị đặc vụ quay trở lại bogota ông ta đã biết trước kế hoạch đầu hàng của băng cali và khuyên pena đừng cố làm tới như vụ của pablo để giữ lại tính mạng của mình cũng như những người xung quanh quả nhiên sau khi bữa tiệc kết thúc hai đặc vụ EEA mà chiều có thuê ông em trà trộn và làm phục vụ đã nhận được một cuộn phim ngay trước cửa khi tấm ảnh được rửa xong cũng là lúc họ nhận ra mình đã bị phát hiện từ trước cả khi bắt đầu kế hoạch lý do băng cali không kiếm được nhiều tiền như pablo một phần là bởi chúng đã chi hàng tỷ đô la mỗi năm để mua tay mắt khắp nơi vậy nên tất cả những người đặt chân đến đây đều được kiểm tra nhân dạng và thân thế bạn vào một trạm cảnh sát bất kỳ tên bạn trên hệ thống bạn lên một chiếc taxi hệ thống ghi nhận bạn kể cả những cuộc gọi cũng bị nghe trộm không sót một từ nào vì chúng đã mua sạch các công ty viễn thông các tổng đài viên được dặn dò phải đặc biệt chú ý tới các cuộc gọi tới tới các khu vực quan trọng như đại sứ quán hoa kỳ ở bogota đó là cách băng cali hoạt động không một kẽ hở cũng với hệ thống này các ông trùm đã phát hiện những tay đàn em có mầm mống tạ phản sau khi nghe phát biểu về việc đầu hàng bản ghi âm đầu tiên được thu tại khách sạn el nacional phòng 117 của lão béo Diaz lão này vừa mới flex mua cái máy bay mới để nhét và đít bố già Gilberto ngoài ra thì tỏ ra khó chịu khi bố già đầu hàng mà không hỏi ý kiến mình bản ghi thứ hai thuộc về đối tượng Santos được thu lại khi hắn đang đi taxi. Santos cũng bất mãn về số tiền ít ỏi được nhận và nói rằng băng đảng đã đến thời kỳ suy tàn. Bản ghi thứ ba, Beltri, nó đã bắt đầu lên kế hoạch hợp tác với một bên khác. Bản ghi thứ tư, đối tượng Salazar, thằng này giọng có hơi bực dọc nhưng chỉ là cãi nhau với vợ rồi. Nhưng mà Miguel lại nói đó là sự không tôn trọng bởi vì lúc trong bữa tiệc ông đã tia con vợ của Salazar. Vừa hay Pacho lại có thù hằn cá nhân với thằng này nên anh trai dẫn đoàn phân khối lớn đến ngay một quán xá nơi mà tên Salazar đang nhậu nhẹt cùng với các homie. Trước tiên, Pacho mời đồng nghiệp một chai rượu để xóa bỏ thù hằn. Sau đó xin phép được ra sân khấu nhảy một bài với em gậy sáu múi của mình. Phải biết là trong cái thời điểm những năm 90, việc một quý ông Kali công khai xu hướng tính dục của mình giữa một nơi công khai như thế này thực sự là rất bố đời. Sau khi bài nhạc kết thúc, Pacho quay trở lại bàn, phang thẳng chai rượu vừa tặng vào đầu Salazar rồi lôi hắn ra sân sau, buộc tứ chi vào một con xe phân khối lớn. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao động cơ xe máy được gọi tên bằng mã lực. Cuối cùng thì băng Kali hay băng Matlin cũng có những cách ra tay tàn bạo nếu pablo thích phô trương sức mạnh trên đường phố thì những quý ông cali lại làm việc trong bóng tối những cái xác được cuốn bằng lưới thép rồi ném xuống sông cao ca khi xác phình ra lưới sắt cắt xác thành từng mảnh nhỏ làm thức ăn cho cá và thế là tất cả các dấu vết biến mất vĩnh viễn người mất mà không thấy xác thì các cơ quan chức năng cũng dễ làm ngờ hơn rồi dân chúng ai cũng nghĩ là băng cali không ác bằng những thằng trước và thế cũng ổn cho đất nước đã đổ quá nhiều máu cho cuộc chiến chống mai thúy thường thì các ông chùm không muốn con cái dính vào việc làm ăn của mình nhưng mà thằng con của lão nhị thì muốn ra dáng mafia nên tối hôm qua David đã tiên phong thực hiện một phi vụ Nó muốn rút lõi của các thùng chứa clo Sau đó nhét đầy cocaine vào bên trong để vận chuyển Bởi vì là khí độc nên hải quan sẽ không mở ra kiểm tra Đáng nhẽ ra thì nó nên thải xuống vào những đường ống cống khổng lồ của thành phố Thì thằng này do quá lười hoặc chủ quan Nên xả thẳng xuống hệ thống cống thoát nước của đô thị Kết quả gây ra ngộ độc cho hàng nghìn người Và gây ra cái chết đáng tiếc cho ba nhi đồng Vụ án này ngay lập tức trở thành tâm điểm của các nhà báo và truyền hình quốc gia đây là điều mà lão đại Gilberto không hề muốn. Khi khó khăn lắm ông mới đạt được thỏa thuận đầu hàng với chính phủ. Trước đó chính phủ Colombia tỏ ra không hài lòng khi mặt của hai DEA xuất hiện trên mặt báo vì trước đó đặc vụ Pena đã tự ý bắt tay với Los Pepes khiến uy tín của quân đội bị giảm đi nên là họ đã tặng vé máy bay về nước cho hai đặc vụ EEA tai tiếng. Hôm nay trong lúc đang vật lộn với đống tài liệu bán giấy thì có một cấp dưới tới gặp Pena. Anh ta tìm thấy nhiều giấy tờ liên quan đến việc làm ăn của băng Cali và muốn tiến cử bản thân tới thế chỗ của hai đặc vụ mới bị cho về nước. Pena biết việc này chẳng đi đến đâu nên gạt phăng đi yêu cầu đó. Vì ông cũng hiểu đây không phải là lúc đóng vai anh hùng khác với hai phần trước khi mà thời lượng đa số dành cho pablo hoặc là hai đặc vụ người mỹ thì ở phần 3, chúng ta có thêm góc nhìn của một người gần gũi hơn ở đây là hohi trưởng ban an ninh của lão đại dù làm việc trong băng cali nhưng chưa bao giờ anh thích xử lý mọi việc bằng súng đạn điển hình như việc tha tội cho ông em phục vụ buổi tiệc chiều hôm nay hohi đang khoe với bố vợ mảnh đất trên đồi mà mình mới mua anh định xây nguyên cái biệt phủ để chăm sóc con gái và cháu ông Bố vợ Hohi là đại tướng nên Hohi vẫn giấu ông chuyện mình làm việc cho ai Vì chỉ 6 tháng nữa thôi anh sẽ hoàn toàn trong sạch Trở thành doanh nhân thành đạt với một công ty an ninh của riêng mình Vợ của Hohi thì vẫn dỗi lắm Hôm trước vừa hứa là hết tuần Giờ lại gia hạn thành 6 tháng Đúng là lũ đàn ông chỉ do hứa hẹn ấy Ây thế mà đang lúc ôm vợ dỗ ho Hohi lại bị công việc gọi Chuyện là trưởng ban an ninh của lão nhị đang đau đầu Đi tìm cách bưng bít chuyện dò dỉ khí ga hôm trước Tên thanh tra thì trong nhà đặt 3 tháng giá nên đút bao nhiêu tiền cũng không chịu đã thấy hồ sơ còn trong sạch vợ đẹp con ngoan như một nhà hiền chết người Canada đã nói Không có bông tuyết nào là trong sạch cả Vậy nên toàn bộ lực lượng an ninh sẽ được cử đi Để theo dõi đầy đủ cả gia đình Con cái lẫn cả con chó nhà ông Thanh tra. Ông ta làm gì ở văn phòng, gặp ai và ở đâu Sau quá trình tích cực bới lông tìm vết Cuối cùng cũng phát hiện ra không phải ông Thanh tra Mà lại là vợ ông Thanh tra có nhân tình bên ngoài Chiều nay đôi gian phu dâm phụ sẽ gặp nhau ngoài khách sạn Hori đã đi trước một bước, sử dụng quan hệ của mình để có chìa khóa và đặt trong phòng một camera giấu kín. Toàn bộ cuộc giao hoan này sau đó đã được truyền hình trực tiếp tới màn hình của các ông trùm. Giờ việc còn lại chỉ là một người mang đoạn phim đến văn phòng của thanh tra để bị miệng hắn lại. Vì ông an ninh kia đã bị biết mặt nên Hori được cử đi. Ban đầu khi nhận được bằng chứng, thanh tra vẫn lên giọng liêm khiết, quyết tâm nói ra sự thật. Nhưng đến khi bị dọa sẽ phát tán clip khắp các phương tiện truyền thông đến cả nhà mẫu giáo nơi con ông đang theo học. Thì quả nhiên, trong bản tin thời sự 19 giờ cùng ngày, vị thanh tra đã đưa ra kết luận cuối cùng của vụ tràn hóa chất là do lỗi van trong đường ống dẫn khí tự nhiên nên trách nhiệm sẽ bị đổ về công ty khí đốt đứng trước màn hình tv nghe từng chữ dối trá đặc vụ pena cảm thấy cán cân công lý một lần nữa đang bị thao túng nên đã quyết định điều chuyển cấp dưới thẳng tới cali để nhúng tay vào cuộc chiến chống băng đảng mai thúy đá qua bên Mỹ một chút. Nhà cung cấp ET cho Chepe khi nghe tin ông chỉ muốn hợp tác 6 tháng nữa thì đã cắt giảm 1/2 lô hàng dành cho bên ông để nhường cho một bên đối tác khác muốn làm ăn lâu dài. Sau khi hỏi địa chỉ của cái doanh nghiệp đó, Chepe cùng hai ông bạn tới tận nơi để đàm phán. Tưởng thế nào hóa ra cái doanh nghiệp đó lại chỉ là một cái tiệm làm tóc được bảo kê bởi mấy anh gangster Mỹ. Mấy anh gangster này thì chưa biết đến số má của các dân chơi Colombia nên đã cùng lấy ngày hôm nay làm số hưởng dương trên bia mộ. Colombia có thể đang nhắm mắt làm ngơ với những động thái của băng Cali, nhưng Mỹ thì tỏ ra không hài lòng khi số cocaine tràn vào nước mình ngày một nhiều. Trách nhiệm này được đổ dồn sang phía đại sứ quán tại Colombia. Với phía DEA, họ sẽ phải làm sao để duy trì được số vốn tài trợ cho tổ chức. Vì hơn hết, tiền là vấn đề quan trọng nhất. Việc này thì dễ dàng hơn ở phía băng buôn lậu. Với chúng, kiếm tiền là chuyện dễ, giữ tiền mới là điều khó. Theo quy trình, những ngày đầu, tiền mặt thu được sẽ về lại Colombia trên cùng chiếc máy bay đã đưa Mai Thúy vào Hoa Kỳ. Vấn đề lớn nhất của đống tiền này là nó bất hợp pháp và tiền bất hợp pháp sẽ để lại những dấu vết. Đã có thời điểm, các ngân hàng Mỹ chỉ lấy tiền mà không hỏi khách gửi vào. Phải đến khi Tổng thống Nixon ký đạo luật bảo mật ngân hàng, yêu cầu tất cả các ngân hàng trong nước phải báo cáo giao dịch lớn hơn 10.000 đô. Thì từ cái đạo luật này, nạn rửa tiền được sinh ra. Bang đã chia đống tiền thành nhiều cục nhỏ, chia chúng cho những người nhập cư, để mỗi người thực hiện một lệnh chưa tới 10.000 đô. Và thế là sẽ không có báo cáo lẫn thông tin căn cước của người gửi Sau đó đống tiền được đóng gói lại rồi chuyển về phía Nam Đến một nơi luật lệ lỏng lẻo hơn, đó là Thụy Sĩ Công việc này được chịu trách nhiệm bởi một người rửa tiền Và cụ thể nó hoạt động như sau Các lệnh chuyển tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng địa phương Rồi lại đưa vào các công ty vỏ bọc và hợp tác giới hạn Sau đó ngụy tạo bằng các bản báo cáo doanh thu giả Nhưng dù kỹ đến mức nào thì vẫn có cách để tìm ra Và việc đó là của hai đặc vụ DEA mới được chuyển tới Cali Hai người vừa được tiếp đón bởi đại úy Calderon Theo lời đại úy, ở Cali có nhiều cảnh sát tham nhũng hơn là nhà thờ Calderon cũng nói về các ông trùm Cali là nếu họ không sở hữu một nửa cái thành phố thì không một ai thực sự biết họ có tồn tại hay không vị trí thì bảo mật lại còn thay đổi nhà liên tục anh em nhà Rodriguez thực sự là những bóng ma nhưng như đã nói luôn xảy ra một rủi ro nhỏ trong kế hoạch hoàn hảo nhất một do gì ở Monoka khiến nhà chức trách nhận thấy một trong số công ty hợp danh sở hữu nhiều tài khoản tại cùng ngân hàng khi xem kỹ hơn, họ thấy nó có liên quan đến hàng trăm tài khoản giả ở khắp châu Âu và tất cả dẫn đến một ngân hàng ngay tại Bogota, Colombia. May mắn cho phía DEA, Tổng thống Mỹ đã cho họ thứ vũ khí tốt nhất gọi là danh sách Clinton. Nếu phía DEA nghi ngờ một công ty làm ăn với bọn buôn lậu, tên của nó sẽ vào danh sách và sau đó bị cấm làm ăn với các công ty của Hoa Kỳ. Nhấn mạnh lại là chỉ cần nghi ngờ chứ không cần chứng minh. Từ đó Pena có được tên của kẻ rửa tiền cho bang Cali, Franklin Jurado. Ở Colombia, công dân sở hữu ngoại tệ là bất hợp pháp nên Franklin cũng chính là tiền của băng Cali Hắn nói năm ngôn ngữ Qua lại đó đây bằng nhiều hộ chiếu Đặc biệt là chiếc hộ chiếu vàng Hoa Kỳ Khi kết hôn với một cô gái ở đây Sau cuộc gặp với một nhà báo tâm huyết tại Cali Pena có được vị trí của Franklin Hắn đang chuẩn bị lên máy bay tới Panama Khi mà Pena báo lại về phía DEA để xin máy bay riêng Thì ông lại nhận được lệnh mới từ cấp trên các thượng nghị sĩ muốn mời anh hùng dẹp bánh khảo đến thực tế tại một vùng chiến tranh mai thúy cụ thể là với cái chiến thắng này sẽ khiến phía mỹ rót tiền nhiều hơn vào tổ chức nghe thì cũng tốt nhưng mà khi xem xét tận nơi Pena nhận ra đây chỉ là một màn kịch được dựng lên để thu hút vốn chứ chẳng có chiến thắng thật nào cả những cái xác nằm la liệt với ruồi nhặng bầu đầy thực ra đều là nông dân còn súng ống đều là loại tân tiến khả năng cao được tài trợ hay nói cách khác là đồn trưởng sẵn sàng để thua trận chiến với kali vì theo góc nhìn của ông chúng ta đã thua ngay từ đầu buôn lậu và mai thúy sẽ không bao giờ bị diệt trừ tận gốc trò chơi chính trị này quá lớn và sẽ khôn ngoan hơn nếu ta đứng từ xa hưởng lợi thay vì lao vào như những quân tốt thí với cái gọi là công lý cái này thì ngược lại với tư tưởng của Pena, nên đặc vụ đã bay trở lại Panama để săn lùng tiếp thằng rửa tiền Franklin. Còn tại Cali, nơi mà hai đặc vụ DEA đang tìm cách săn lùng vị trí của ông Trùm, họ đã nghi ngờ một công ty, hy vọng rằng sau khi khám xét sẽ tìm được tên của anh em nhà Rodriguez trong đống giấy tờ làm ăn. Lệnh khám thì đã được thẩm phán tại Bogota ký rồi, nên là dù đại úy Calderon có chần chừ, ông vẫn phải cử lính tới hỗ trợ hai đặc vụ khám xét. Cái thông tin này được phím bởi trưởng ban an ninh Jorge hohi biết ngay sắp lớn chuyện khi mà tên kế toán trưởng của bang cali đang ở trên đó với đống ngoại tệ cùng quyền sổ sách làm ăn có chứa đầy đủ các cái tên cộng cán trong giới chính trị hohi gọi tới để cảnh báo tới tên kế toán khuyên hắn hãy rời đi ngay với đống giấy tờ nhưng mà tên này chủ quan một phần vì cũng đang thu xếp một vụ quan trọng khác nên là hắn cúp máy mặc kệ điều đó khiến hohi phải cấp tốc đến ngay trước khi quá muộn vì tại tòa nhà đặt văn phòng cảnh sát khu vực cùng dea đã tiến vào bên trong họ thậm chí còn không cho lễ tân báo lên phòng trên để tạo yếu tố bất ngờ hohi tới trước dea một bước nhưng chẳng thể mang đống tiền cùng cuốn sổ làm ăn đi nơi khác được vì ngay sau đó lính lác đã phong tỏa văn phòng trong khi lão kế toán hói cầm chân các cán bộ Jorge đã tống hết hàng chục nghìn đô la vào một cái sọt rác và ôm nó bên mình rồi cầu may đứng sau cánh cửa ra vào trong khi đặc vụ mỹ đang khám xét rất may là vụ trốn tìm đó đã thành công những gì phía cảnh sát thu lại chỉ là giấy tờ làm ăn của công ty con không những thế cảnh sát cali còn làm khó hai đặc vụ khi không cho chuyển giấy tờ về văn phòng mà bắt giữ lại ở đồn cảnh sát, còn hai đặc vụ ngay lập tức phải trở về Bogotá để hỗ trợ cho một cuộc đột kích. Cũng đúng khi đại úy Calderon nói rằng có một nửa cảnh sát Cali đã bị mua chuộc và hắn cũng không ngoại lệ. Calderon đã báo lại với trưởng ban an ninh của Cali về vụ đột nhập. Cuối cùng thì cảnh sát tại Cali cũng là người của băng Cali. Ấy thế mà trong hai câu giao tiếp với tên kế toán hồi chiều, đặc vụ DEA đã phát hiện ra trong cách phát âm của hắn có một từ chửi thề mà người ta hay nói ở Chile. Và nếu tên kế toán đến từ Chile, hắn có thể bị dẫn độ. Thế là hai đặc vụ vứt luôn về máy bay, âm thầm quay lại Cali. Họ đợi trước cửa của công ty rồi lái xe theo dõi hắn. Tên béo này rẽ vào một căn nhà, trông thì có vẻ không có gì khả nghi, nhưng khi trở ra, chủ của căn nhà đã xuất hiện, chính là lão đại Gilberto Rodriguez. Ngay lập tức, họ nối máy tới sếp của mình là đặc vụ Pena, và Pena đã mang thông tin này tới gõ cửa đại tá Martinez, người đã chỉ huy quân đội trong chiến dịch tiêu diệt Pablo Escobar. Vậy kế hoạch của đại tá là gì? Ông lấy một chiếc xe tải chở gà ngụy trang, bên trong chở đầy các tướng lĩnh của mình. Chiếc xe này từ từ tới nơi mà DEA nhìn thấy Gilberto. Cùng lúc đó, đặc vụ Pena yêu cầu Calderon cùng quân của mình cất hết điện thoại bộ đàm vào trong một chiếc hộp để họ không thể báo tin cho băng đảng khi phát hiện ra tình hình. Sau đó mới cùng cảnh sát thực hiện nhiệm vụ. Đoàn xe của Pena cùng đại tá dừng ở một địa điểm. Lúc này Pena mới tiết lộ vụ lần này là để truy bắt một ông trùm. Ngay từ đó thì Calderon tái xanh mặt. Còn Gilberto vẫn đang được vợ nuốt bình sang con. Lão đại không chỉ có một mà là ba bà vợ ông quản lý họ chặt chẽ như chuyện làm ăn mỗi bà được hai ngày trong tuần còn ngày chủ nhật ông dành cho niềm đam mê bóng đá tất nhiên cả ba người đều chia sẻ báu vật này một cách hòa thuận đó là cách sống của gilberto hắn dùng tiền để có các mối quan hệ và các mối quan hệ bảo vệ hắn khi xảy ra chuyện số lượng đó nhiều tới nỗi gilberto không có nổi một kẻ thù trên thương trường hay nói cách khác lão đại đã xây dựng từng viên gạch trên sự nghiệp của mình quay trở lại penna sau khi bàn bạc chiến thuật với phía cảnh sát bằng mọi giá phải bắt được ông trùm còn sống thì đã cùng anh em đột kích vào căn biệt thự rộng cả nghìn mét đáng tiếc là không có ai ở trong cả như một căn nhà ma ở bên ngoài một tay đàn em đã báo cáo lại việc đó với sếp của mình là trưởng ban an ninh Hori Hori nghe thấy tên đó thì cũng an tâm nên đã qua làm việc mà lão nhị vừa sai bảo là đi cùng tên sát thủ Navagante có chuyện quan trọng chuyện là lão nhị hôm bữa tiệc đã ngắm vừa mắt vợ của thằng Salaza hôm trước lão cũng bơm đều để Pablo đi khử hắn sau đó khi bà vợ đi tìm chồng khắp nơi thì lão nhị đã nhờ đàn em hộ tống quá phụ xinh đẹp đến một nhà hàng sau đó thông báo cái chết của chồng chị và cho cô một cái offer bao nuôi con đàn bà này thì cũng chẳng thủy chung son sắt cho lắm Câu trước nước mắt trên mi, câu sau em sẽ theo anh suốt đời. Chỉ có một điều kiện là lão nhị phải đem được con trai của ả về. Hiện thằng cu đang ở nhà nội, chính là nhà của Salazar. Và nhiệm vụ của Hohi và Navagante là đến bắt thằng cu về. Navagante thì khá là khoái Hohi, vì anh này mặc dù làm cho băng đảng, mà cứ hiền hiền với không bao giờ mang súng bên mình. Khi đến cửa nhà đối tượng, Hohi đã được mẹ của Salazar đón tiếp bằng một cây hàng hai nòng. Bà ta đã đoán được Hohi tới theo lệnh của cô con dâu lăng loàng, đang có ý định bắt cóc thằng cháu trai bà. Cuộc trò chuyện thì diễn ra theo kiểu một bên chửi kênh mất chất, còn một bên thì vẫn kêu gọi người xem ấn like và đăng ký. Đặc biệt là Joy và group của băng The Reviewer có tên là phim này hay phết nơi chúng tôi có những thứ còn hấp dẫn hơn cả bánh khảo. Đang đến bước quảng cáo nốt kênh lóng mới lập thì hai thằng con trai bà về. Chúng không nói nhiều bắt thẳng ho làm con tin. Nhưng chừng đó thời gian là đủ để Navagante luồn ra đằng sau, rồi tóm lấy bà già làm con tin. Thừa thế xông lên, Ho vào nhà dắt ngay thằng cu con ra xe. Và thế là hai anh em hoàn thành thương vụ mà không cần phải đổ máu. Quay trở lại chiến dịch bắt lão đại Gilberto. Nếu các bạn còn nhớ lúc nãy đại tá Martinez còn ngồi trên một chiếc xe tải gà thì đó mới là chiếc xe tiến tới địa điểm được phím tin lại. Hóa ra Pena đã chơi một quả điệu hổ ly Sơn, lừa cho tên Calderon mừng hụt vì đột kích nhầm nhà, cùng lúc âm thầm vác xe tải tới tận dinh thự của Gilberto, nơi ba bà vợ đang son phấn với nhau. Lão đại cũng nhanh trí, cử ngay một thằng em có tặng người giống mình, chạy ra phía sân sau để đánh lạc hướng, khiến anh chọc phải chạy bở hơi tai mới bắt lại được. Nhưng những cảnh sát phía trong vẫn giữ nguyên thế phong tỏa. Lúc này còn được bổ sung lực lượng từ phía của Pena, thế thì gilberto đang trốn ở đâu không để khán giả phải chờ lâu penna đã mò ra ông ta ở bên dưới một bậc tứ cấp lão chùm tay lăm le cây súng nhưng trong quần thì chứng đánh lô tô cùng lúc đó thì bên ngoài tên đại tá calderon đã đánh điện được con ô tô mà bỏ trốn để báo tin cho toàn bộ cảnh sát của mình tất cả tập hợp lại để chặn không cho phía penna dẫn lão đại ra khỏi thành phố chưa bao giờ người dân cali thấy nhiều xe cảnh sát đến vậy đáng buồn thay nó lại được dùng để bảo vệ một tên tội phạm cuối cùng các xe cảnh sát đã chặn lại con xe tải chở gà giữa phố nhưng đen thay, một lần nữa phía Pena đã ao trình cảnh sát khu vực khi dùng con xe tải thứ hai để chở Gilberto ra sân bay an toàn. Dù ngoài này, các cảnh sát được lệnh không cho ai lên máy bay, nhưng chỉ cần đại tá Martinez ra dọa cho vài câu là những người lính lại ngoan ngoãn hạ súng xuống. Thế là bộ não của Cali đã bị bắt lại. Chỉ trước đấy có vài tuần thôi, mọi người còn nghĩ đầu hàng là phương án tốt nhất mà phía chính phủ có thể thỏa thuận được. Nhưng vụ bắt giữ Gilberto đã chứng minh, bọn này có thể bị bắt, băng Cali hoàn toàn có thể bị hạ gục. Đây chắc chắn là một tin cực kỳ sốc với băng Cali vậy nên những tên lớn một lần nữa lại ngồi lại bên nhau để tìm ra nguyên nhân dẫn đến vụ bắt giữ này trước khi có người thứ hai bị tóm đi thế còn với phía chính phủ colombia thì sao họ đang cãi nhau xem ai là người chịu trách nhiệm cho cuộc đột kích là cảnh sát quốc gia hay do cơ quan chống ma túy hoa kỳ rồi thì phi vụ bắt giữ này sẽ phá tan cái giao ước đầu hàng nói đến đây thì tổng thống bước vào ông nói rõ rạc colombia là quốc gia của pháp luật chứ không phải là nhượng bộ nếu ông ra lệnh thả tên tội phạm hình sự lớn nhất thế giới thì lòng tin của dân chúng sẽ vĩnh viễn mất đi sau đó ít lâu Pena có một bài phát biểu hùng hồn với cánh nhà báo để thông báo vụ bắt giữ Gilberto cùng lời hứa sẽ tóm nốt ba tên còn lại. Đêm nay chắc chắn sẽ có đủ lý do để Phe Chính nghĩa ăn mừng. Với Pena thì là vậy, nhưng Đại tá Martinez thì không, bởi vì trong số giấy tờ mà Phe Cảnh sát đã thu giữ ở Cali, cái mà Cảnh sát Cali không cho hai đặc vụ mang về, ấy, trong đấy có một danh sách cảnh sát đã nhận tiền từ bang Cali và tên của Đại tá có trong danh sách đen này. Vì việc này nên Martinez đã giao lại súng vào quân hàm. Không những thế, thì đây sẽ là một cái gương khiến các cảnh sát khác e dè về việc giúp phía Mỹ nên nhìn lại thì sau chiến thắng này, phe xanh cũng tổn thất không ít. Thêm nữa thì bắt giữ Gilberto cũng khiến khả năng xảy ra chiến tranh cao hơn. Đây là một việc chính phủ Colombia phải chuẩn bị, nếu như không muốn đất nước của mình nhuốm máu một lần nữa vì khủng bố. Vậy nên bất kỳ cuộc tấn công nào tiếp theo cũng sẽ rất khó khăn và nguy hiểm. Và không ai xứng đáng chỉ huy cuộc truy bắt này hơn là Pena. Quay qua phía bang Cali, anh cả Gilberto dù ngồi tù vẫn bình tĩnh điều hướng mọi thứ. Theo ông thì điều cần làm nhất bây giờ là ổn định lại bang đảng và tới xoa dịu các đồng minh rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát, cụ thể là những anh em bên North Valley cứ biếu cho chai rượu quý rồi chấn an các hoạt động kinh doanh vẫn tiếp diễn đấy là tâm lý của người đã trong tù rồi còn người ở ngoài lòng như lửa đốt lão nhị miguel muốn hai trưởng ban an ninh phải tìm bằng được kẻ đã gián tiếp khiến anh mình bị tóm ngay trong ngày hôm nay thế là ho hi cùng người đồng nghiệp đến công ty điện thoại nghe lại tất cả các cuộc điện thoại có liên quan và chẳng có gì cả sau đó hai anh em tới sửa cảnh sát để hỏi chuyện đại úy calderon như chúng ta biết thì từ đầu tới cuối tên đại úy bị penna dắt nhưng mà về báo cáo như vậy thì chắc chắn sếp không thích nghe quan trọng là giờ phải có một cái tên nếu như không muốn bị đưa vào tầm ngắm thế là hai người đã bàn bạc với nhau sẽ tung hứng để đổ dồn trách nhiệm cho calderon nói hắn đã xác nhận tin hai đặc vụ dea ra sân bay gián tiếp dẫn đến việc hai người đó quay lại và tham gia vụ bắt ông chùm và lại calderon còn là một tên cớm bẩn nhận hối lộ từ băng đảng trong khi đó anh em mình là đồng nghiệp Lại còn có vợ đẹp con ngoan ở nhà Mình là đàn ông thì phải có trách nhiệm bảo vệ gia đình chứ đúng không Thế là Ho cũng xuôi theo để cùng tung hứng cho mắt xếp Chiều hôm sau Ho trên đường đi đón con Thì nhận được cuộc gọi từ David Con trai của lão nhị Nó yêu cầu một cuộc họp giữa các thành viên cấp cao vào tối mai Ho Hi nghe tin này thì cũng hơi lo lắng Vì băng đảng vừa họp hôm trước xong này lại họp Thế thì chắc hẳn là có biến Quả nhiên khi phi xe tới địa điểm được hẹn, Hori thấy tên đại úy Calderon đang bị các la hán khống chế, mặt mũi thì bay bét vì ăn nghiệp vụ của các thầy. Còn đúng màn hay nhất là biểu diễn hô hấp dưới bể bơi Thì David muốn tận mắt Ho Hi chiêm ngưỡng để biết được hậu quả của kẻ phản bội Chưa dừng lại ở đó Ngoài tên cấm bẩn ra, David còn bắt được trưởng ban an ninh của bố mình Tên này hôm qua khi nghe được việc họp đột xuất Đã cùng vợ mang hành lý ra sân bay để chạy trước Không may đã bị người của David tóm sống lại dù có giải thích như nào thì hành động này cũng tương đương với tội tạo phản Thế là cặp vé máy bay của đôi vợ chồng đành phải đổi chuyến xuống ga Hoàng Tuyền Với sự ra đi này, Ho Hi được đề cử làm trưởng ban an ninh của Lão Nhị Quả nhiên thì 6 tháng gia hạn hợp đồng này thực sự khó nuốt hơn rất nhiều so với những gì mà Hoi Hy nghĩ. Trong khi nội bộ bang Cali đang xảy ra nhiều vấn đề thì cũng là lúc các đối tác của họ có những nước đi riêng. Trong buổi nói chuyện với Miguel ngày hôm trước, ông chủ North Valley đã thấy được hai thứ khi đến tổng hành dinh. Đầu tiên là mùi máu của việc thanh toán lẫn nhau khi thấy vợ của Salazar xuất hiện trong nhà Miguel. Thứ hai là nỗi sợ trong ánh mắt của lão nhị khi nhắc đến chuyện anh trai mình bị bắt. Chắc chắn đây là thời điểm băng Cali suy yếu, vừa ra quyết định đầu hàng với chính phủ, ngay lúc đó lại mất ngay lão đại. Hãy chờ xem North Valley sẽ có động thái gì tiếp theo. Còn Pacho, anh trai này trong chuyến công tác Mexico của mình đã nhận được một lời đề nghị tách ra làm riêng sau khi băng Cali đầu hàng. Mexico rõ ràng là một thị trường béo bở, cứ nhìn cái ông bán gà rán cũng có cả khối tiền là biết Nhưng mà quan hệ giữa Pacho và Kali không chỉ là chuyện làm ăn Chuyện là cái hồi dậy thì Pacho bị ông già bắt khi đang bắt rắn với một thằng con trai khác Ông ta nói Pacho không phải đàn ông Cũng sẽ không bao giờ là đàn ông Từ đó Pacho giữ mãi cái suy nghĩ này Ngay cả khi bắt đầu làm việc với hai anh em nhà Rodriguez Cho đến một ngày Có một thằng khốn đã nói với anh em Kali là Pacho BD Và thật nhục nhã khi nhận một thằng BD và băng Cái thằng nói ra câu đó ra sao thì chắc ai cũng biết Quan trọng hơn là ba ông chùm cảm thấy không có vấn đề về việc Cho thích đàn ông họ coi anh như một đối tác như thành viên gia đình và đã là gia đình thì không thể bỏ chạy khi người nhà lâm vào cảnh khốn cùng nói đến đây thì đối tác bên mexico không những không phật ý mà thậm chí còn nể phục sự trung thành của pacho hơn nếu bạn thấy tình hình các băng đảng căng thẳng quá thì để tôi chuyển sang trò chơi thám tử của đặc vụ pena với thẩm quyền cao cấp của mình pena đã nghe lén được cuộc trò chuyện giữa franklin và bà xã tên này thì bận bao việc mà bà vợ ở nhà cứ mẻ nhau đòi đi theo vậy nên sáng hôm sau pena đã tìm hiểu và mò tới được quán rượu cô ta hay ghé chơi sau các bài tán tỉnh mà đối tượng vẫn không chịu mở lòng pena chơi bài ngửa nói mình là đi luôn Sau đó dọa bà vợ nếu không chọn phe nhanh thì sớm muộn Người tiếp theo cũng là vợ chồng cô Nếu muốn nghĩ tới gia đình êm ấm cùng những đứa trẻ Thì hãy thuyết phục chồng đứng ra làm chứng Phía Mỹ sẽ mở ra một con đường cho hai người Cái bài này tuy cũ nhưng lúc nào cũng có hiệu quả Sau đó vì quá sốt sắng nên cô vợ đã gọi cho Franklin Cô ta cũng đề cập tới chuyện rút lui để xây dựng gia đình các kiểu Và nhận lại được sự không hài lòng từ chồng mình Nhưng quan trọng hơn trong cuộc đối thoại đó, Pena đã để ý thấy tiếng người phục vụ bên đầu dây của Franklin là Dasha Masha Danki, nó có nghĩa là cảm ơn rất nhiều. Theo thổ ngữ của Papiamento, ngôn ngữ này được sử dụng rộng rãi nhất trên quần đảo Caribe của Hà Lan. Pena đã nhờ sự trợ giúp của cảnh sát Hà Lan để xem có ai sử dụng một trong số các bí danh của Franklin hay không. Sau khi được xác nhận thì Pena cũng bắt ngay chuyến bay trong đêm. Vợ của Franklin không phải là người duy nhất tìm tới sự cứu giúp từ phía Mỹ. Trong diễn biến mới nhất, trưởng ban an ninh Horhi sau khi chứng kiến đồng nghiệp bị xử bắn ngay trước mắt đã không chịu được không khí ngột ngạt mà lén nối máy tới vị trí của hai đặc vụ DEA. Tất nhiên là ông có một bảng mạch riêng để không ai có thể dò ra và nghe lén được cuộc gọi. Hai thanh niên DEA khi nghe thấy tiếng điện thoại dùng thì cũng vãi ra quần vì chính họ còn không biết số của cái điện thoại trong phòng. Sáng hôm sau, hai bên có một cuộc gặp mặt ở một con đường quê hoang vắng. Hohi nói rằng đây sẽ là lần duy nhất hai bên gặp mặt trực tiếp với nhau. Hohi sẽ bán thông tin cho phía DEA với điều kiện Mỹ sẽ cho anh và gia đình một suất sang Mỹ. Sau khi sang đó, Hohi phải được miễn trừ mọi tội trạng. Nghe kèo này cũng khá là ma giáo, đặc biệt lại đến từ trưởng ban an ninh của bang Cali, nên là hai cán bộ cũng rẻ chừng nhưng cũng coi như khởi đầu của một cuộc hợp tác vài ngày sau Jorge có tin tức đắt giá cho hai đặc vụ chuyện là mỗi năm băng đảng đều tham gia một lễ hội tên là sao xa Sa. các năm trước người chủ trì bữa tiệc luôn là Gilberto vì thế năm nay khi thiếu vắng lão đại thì cậu con trai David cho rằng bố mình nên thay mặt một là để giữ vững vị thế cho băng Cali hai là chuẩn bị cho việc lên thay anh cả vì ai biết được bao giờ Gilberto ra tù nói đi cũng phải nói lại tiệc tùng thì cũng khá là đi ngược lại với tôn chỉ của các ông chùm Cali những người luôn muốn ẩn mình trong bóng tối nhưng mà làm vua có nghĩa lý gì nếu như không được các thần dân biết đến sau đó david đã đến sớm địa điểm tổ chức để kiểm tra an ninh các kiểu hắn cúc xin lời khuyên từ hohi về các biện pháp bảo toàn an ninh nên vì thế Ho biết rõ được giờ mà lão nhị sẽ ghé tới. Với thông tin đáng giá cả triệu đô này, anh gửi gặp nó tới cho phía DEA. Cứ tưởng tấm vé tới Mỹ cùng gia đình đã tới tận tay thì có biến bất ngờ xảy ra ở bữa tiệc. Khi đứng quan sát, Ho thấy hai đặc vụ DEA cùng một vài người khả nghi khác nên anh đánh mắt cho một người vào phòng vệ sinh để nói chuyện. Vì trước đó đã thống nhất sẽ bắt lão nhị ở bên ngoài chứ không phải trong bữa tiệc. Cơ mà phía DEA chẳng mang theo ai cả. Hai đặc vụ chỉ đến để kiểm tra xem Hohi có nói thật hay không thôi. Tạm thời bỏ qua việc phía Mỹ bỏ qua cơ hội chơi cho này. Thì những tên khả nghi đứng gần bàn DJ không phải phía Mỹ thì là ai? Đó chính là người của băng North Valley. Vài hôm trước, North Valley đã gọi điện cho đối tác bên Mexico. Cái tên mà Pacho vừa mới từ chối hợp tác nên họ liên hệ bên này từ tuần sau, mẹ hàng sẽ chỉ tới North Valley chứ không tới Cali và North Valley sẽ bắt đầu các chiến dịch quét sạch Cali để giành lấy vị trí top 1 buôn lậu Colombia. Nên là trong cùng một lúc, chúng đưa người tấn công cả Pacho lẫn Miguel đang ở bữa tiệc. Với bên Pacho, ông em trai đã chịu ăn nhiều phát đạn nguy hiểm, hiểm nhất là viên và của quý, nhưng cũng vì thế mà Pacho bảo toàn được tính mạng. Còn với lão nhị, ông ta cũng được đàn em và Hohi bảo vệ qua làn bão đạn. Sau khi thoát chết, trách nhiệm bị đổ lên đầu thằng con trai David vì chính nó là người chủ trì bữa tiệc. Vậy nên sau tai nạn này, Jorge sẽ toàn quyền nắm thông tin vị trí Miguel để đảm bảo an toàn ở nhà. Vợ anh ngồi nghe bản tin có vụ đấu súng ngay tại nơi chồng làm việc thì chân tay cứ bủn rủn, lệ rơi không kiểm soát. Phải đến khi chồng lành lặn trở về cô mới hết lo. Thấy vợ đáng thương quá nên Jorge quyết định nói với vợ về kế hoạch bán đứng ông trùm để cả nhà qua Mỹ. Mong là vợ anh không đem chuyện này đi kể cho hàng xóm. Trở lại với Penna đang ở Curacao, Hà Lan. Nói về địa lý và lịch sử một chút. Caracao được coi như thiên đường của bọn buôn lậu, nơi đây chỉ cách bờ biển Nam Mỹ 40 dặm. Với hải cảng có lịch sử dài vài thế kỷ chuyên buôn nô lệ và giờ là hang ổ của các băng đảng. Đến nỗi mà nền kinh tế của họ bị phụ thuộc quá nhiều vào bọn rửa tiền, nên có một luật ngầm là không được bắt Franklin ở trong ngân hàng. Vậy là đã có một cuộc đuổi bắt anh trai này trong một nhà hàng làm đồ ăn sáng, kéo dài đến tận khu tập thể rồi kết thúc ở phố đi bộ. Tên này khi vừa bị khóa còng là đã hỏi vợ đâu, khi nào các cán bộ mang vợ hắn tới thì hắn sẽ khai. Thế là Pena gọi cho vợ Franklin báo hắn đã bị bắt lại. Giờ ông cần cô tới ngay đại sứ quán Mỹ để hoàn thành thủ tục. Nhưng mà tin tức Franklin bị tóm đã truyền đến tai băng Cali. Họ ngay lập tức chuyển luật sư riêng của anh ta tới để không cho Franklin khai thêm gì. Cũng cử tay sát thủ Navagante tới bắt cô vợ lại. Cùng một lúc khiến bao công sức của Pena đi tăm. Cho dù được ông anh Gilberto khuyên ngăn hết lời, nhưng các đàn em Cali vẫn muốn nợ máu phải trả bằng máu. Sáng hôm nay, một nhà thờ ở địa bàn băng North Valley đã bị Pacho gõ cửa. Toàn bộ những tay có súng đều bị đoạt mạng Những người còn sống có trách nhiệm chuyển lời lại với nhà Salazar Là chừng nào bà già còn chưa nộp đám con trai ra Thì ngày đó vẫn là ngày chúng sinh Notvali vẫn phải cầu nguyện Để Đạn Lạc không bay tới bữa cơm gia đình Colombia trở lại với thời kỳ chiến tranh. Câu chuyện hiển nhiên diễn ra khi các băng đảng hạng thứ nhận ra rằng băng số 1 sắp hết thời. Để mà nói thì đế chế bánh khảo của Cali vận hành như một doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp trở nên quá lớn, họ bắt đầu nghĩ tới chuyện nhượng quyền thương hiệu. Đây là lúc các tay buôn lậu yếu hơn từ thế đối thủ trở thành đối tác, được làm việc và bảo vệ dưới ô dù của Cali, đổi lại băng đảng đòi hỏi lòng trung thành và cắt lại phần lợi nhuận siêu lớn. Cho đến khi quyết định nghỉ hưu được Gilberto công bố, thì băng North những kẻ không muốn kết thúc sự nghiệp ở vị trí số 2 nên đã sẵn sàng đòi lại chiếc ghế của người đàn anh nói một chút về Not Valley, ngoài sở hữu cảng Buena Ventura được ví như viên ngọc trên chiếc vương miện với việc vận chuyển cocaine thì bọn này không quan tâm đến quan hệ công chúng như những quý công Cali lắm. Như người ta đã nói, chiến tranh thì không tốt cho kinh doanh, ngoại trừ kẻ thắng. Hiện tại thì chưa biết kẻ chiến thắng, chiếc thù trong giặc ngoài băng Cali có đủ. Anh An Ninh Ho Hi vừa có cuộc gặp mặt tiếp theo với hai đặc vụ DEA để bàn kế hoạch vây bắt ông chủ của mình. Thì hiện giờ hệ thống bảo vệ đã lên một tầm cao mới, có bảo vệ trực ở mọi tuyến đường dẫn đến tòa nhà. Chỉ cần vượt qua chạm với một con xe hơi lớn thôi là Miguel sẽ được đưa đi lẩn trốn ngay để giải quyết vấn đề hóc búa này. Ho quyết định sẽ dùng chính mình làm mắt xích, giúp phía DEA vượt qua lớp an ninh để vào được hang ổ của lão nhị. Nếu kế hoạch lần này thất bại, nó sẽ là dấu chấm hết cho anh và gia đình mình. Kế hoạch là thế, còn chuyện xin lính vẫn phải thông qua bộ trưởng. Pena cùng vị đại sứ đã mang một bản kế hoạch tới cho ông, trong đó, người cung cấp thông tin được đổi tên thành Natalia, còn cụ thể thế nào xin phép được bí mật. Ấy thế mà tổng thống vẫn ký. Ông cho người hỗ trợ Pena là tướng Vargas, người mà Pena xin phép được chỉ định người khác, vì trước đây tướng Vargas từng chỉ trích Pena khi ông bắt được Gilberto, nên có lẽ vị tướng này cũng nhận hối lộ từ băng Cali. Lần này người được Pena lựa chọn là tướng Serrano, ông là ánh sao hiếm hoi chưa bị cám dỗ vấy bẩn. Có hai việc Serrano coi trọng nhất trong đời, một là thờ chúa hai là lòng tin với pháp luật serrano có xuất phát điểm là một nông dân sinh ra trong gia đình chân lấm tay bùn một ngày trong khi đang đá bóng với lũ bạn ông thấy một nhóm cảnh sát cưỡi ngựa vào làng trông oách lách như những hiệp sĩ được kể trong chuyện ngay khoảnh khắc đó serrano đã biết được hình mẫu mình theo đuổi cả đời cứ ngỡ rằng khi gia nhập quân đội ông sẽ tìm được những người cùng chí hướng nhưng rốt cục cả hệ thống pháp luật chỉ là một đám sâu bọ từ đó serrano quyết tâm diệt trừ tham nhũng khi trở thành người đứng đầu một thị trấn nhỏ ông đã sa thải hơn hai phần ba cảnh sát sau hơn 20 năm cùng vô số vụ ám sát không thành, Serrano vẫn chiến đấu. Vị tướng này không có vấn đề gì với chiến dịch, chỉ là sau vụ bắt giữ Gilberto, giờ bất kỳ lệnh bắt nào cho ông ký đều phải lưu hồ sơ tại văn phòng biện lý địa phương ở Cali, đồng nghĩa với chuyện băng buồn lậu sẽ biết. Vậy nên lần này Pena sẽ dẫn quân đi mà không có Serrano, giờ vàng đã điểm. Ở phía bên kia chiến tuyến, Jorge tới chạm gác của thằng đệ, bảo cho nó nghỉ sớm một hôm về đón người yêu đi chơi. Còn ông hôm nay vừa cãi nhau với vợ nên kiếm cớ đi làm kế hoạch suýt chút nữa đã suôn sẻ cho tới khi ho nhận được tín hiệu triệu tập từ lão nhị ông gọi ho hi tới có chuyện quan trọng là nhờ anh gắn máy nghe lén và điện thoại của lão đại ở trong tù với lý do để phòng bất chắc sau đó Hoi xin ra ngoài để canh gác thì Miguel lại giữ chân anh lại để cùng ăn tối. Không khí trong căn bếp khi này nóng hơn bao giờ hết. Tính mạng của Hoi và vợ con đang trôi dần trên quãng đường các cán bộ tiến vào. Chỉ cần thằng đệ trực ở con ngõ báo lại một tiếng thôi là toàn bộ cuộc đột kích sẽ đổ xâm đổ bể. Trong phòng đang có hai con điện đàm được bật. Con rắt sau lưng thì Hoi đã gạt tay tắt đi. Con cái ở góc bếp thì khó hơn vì nó nằm ngay trong tầm mắt của mọi người thế là lựa ngay lúc ông chủ chọn rượu hoi đã mạn phép đòi hỏi trai ba kích ông Trừng ở văn phòng để dụ ông đi chỗ khác còn anh đầu bếp hoi lợi dụng khoảnh khắc anh ta thả miếng thịt trên xù vào trong chảo để tắt nốt cái điện đàm còn lại đi khiến cho tín hiệu cô tim từ thằng đệ ở đầu đường không tới được phải đến khi máy bay trực thăng của penna bay phấp phới bên ngoài thì lão nhị mới phát hiện ra quá muộn để bỏ trốn vậy nên đã tìm cách trốn bên trong tòa nhà hơn chục tầng phía penna sau khi xin được giấy tờ đã tràn vào trong khám xét không lâu sau, xe của cảnh sát địa phương cũng đã cập bến. Người đứng đầu tỏ ra khó chịu khi không có ai gửi lệnh tới văn phòng địa phương, nhưng vẫn hợp tác cùng đội điều tra để kiếm tìm ông Trùm. Cho đến tận sáng sớm, vẫn chưa ai tìm ra một cọng lông của lão nhị Miguel. Lúc này DEA mới lôi Hohi vào phòng riêng để hỏi. Thực chất thì Hohi cũng không biết. Thứ nhất, lúc Miguel trốn, anh đang ở bên ngoài. Thứ hai, cái khách sạn này hoàn toàn mới toanh với anh, nên anh chẳng biết gì về mật thất ẩn trong căn nhà này. Ngay từ đây thì Benna nảy ra một ý, anh lệnh cho lính đi đo đạc các số đo của các tầng, quả nhiên có sự khác biệt trong khi nhà tắm tầng dưới rộng tới 2,7m thì tại tầng này con số chỉ là 2,1 tức là đã có một khoảng trống được xây thêm để cắt dấu Miguel đang ngồi thở oxy ở bên trong máy khoan đã được mang tới mặc dù việc này là trái pháp luật nhưng mà làm gì được chúng tôi nào kiện ra Liên Hợp Quốc à? mũi khoan đầu tiên đã xác định có khoảng trống phía sau bức tường mũi khoan thứ hai thậm chí đã đâm ngang bắp tay Miguel tiếp đó bố tạ được sử dụng để phá tường một nhát hai nhát tưởng chừng chỉ thêm một nhát nữa thôi là bức tường sẽ đổ sập để lộ ra ông trùm đang đứng khúm núm bên trong Ai rè trưởng văn phòng biện lý Cali đã có mặt và cứu Miguel một bàn thua trông thấy. Sau khi phá luật, cả ba đặc vụ Mỹ sẽ phải trở lại đại sứ quán để trình diện. Họ sẽ quyết định thị thực tại Colombia của ba người. Còn câu hỏi mà cánh báo chí lẫn băng Cali bây giờ đều muốn biết là ai đã đưa ra bằng chứng dẫn đến cuộc càn quét của DEA? Người đó thì đang cầu xin phía Mỹ hãy đưa gia đình đi ngay lập tức. Nhưng với tình hình hiện tại, có lẽ Ho Hi phải chuyển sang cầu nguyện vào một phép màu. Anh tức tốc phóng về nhà thì vợ con đã đi đâu hết. Khi Ho Hi gọi điện sang nhà bố vợ thì ông nói con gái ông đang buồn nó sẽ gọi lại cho hohi khi nào nó sẵn sàng thử hỏi sắp chết đến nơi ngay câu đấy có sôi máu không chứ tới nước này rồi trưởng ban an ninh quyết định phá luật anh sẽ phát theo một khẩu uzi bên mình để phòng cho trường hợp xấu nhất sáng hôm sau cả ho hi và thằng đệ gác phố bị triệu tập gấp về văn phòng thằng đệ thì tối qua bị ho hi bóp nên đã trốn ngay sau khi cảnh sát ập vào nó sợ ở lại kiểu gì cũng phải chịu trách nhiệm cũng may là ho hi tìm được nó đưa đến một nơi an toàn để tạm tránh mặt sau đó đơn thân độc mã quay trở lại chỗ lão nhị dù có thể chém gió được là phía mỹ sử dụng thiết bị phá sóng khiến tín hiệu từ bộ đàm của thằng đệ không tới được nhưng còn lý do dea biết được vị trí của ông cái đó sẽ có câu trả lời khi David săn được thằng đệ của Hohi về. Còn hiện tại, hắn đã bắt đầu nghi ngờ Hohi. Trong lúc đó, anh sẽ được giao việc đi cùng sát thủ Navagante để đi tìm tên kế toán đầu hói của băng. Lúc này thì Navagante, tên sát thủ máu lạnh của băng Kali mới tâm sự với Hohi rằng bạn gái hắn sắp tới thành phố. Lần cuối cả hai gặp nhau là 8 năm trước. 8 năm mỗi người một quốc gia. Anh làm ba bị Colombia, con em phải trốn sang Nhật Bản do đã cắm sừng và phản bội anh với một tên đại úy cảnh sát. Không ngờ trước khi làm sát thủ, anh là một sát boy sau cuộc tâm sự sâu cả hai tới nhà tên kế toán nhưng hắn đã cao chạy xa bay hiện chưa rõ tung tích thế là ho hi gọi cho người của mình ở công ty viễn thông để hỏi thăm kết quả là không nghe được gì từ kế toán nhưng thằng đệ ho hi đã bị tóm sống khi cố gắng dùng điện thoại gọi cho anh trai hiện giờ david đang trên đường lôi nó về xét xử không lâu sau david gọi ho -hi tới một nơi để ba mặt một lời với đệ của mình lại một lần nữa trước mặt ho hi là một kẻ chịu tội oan nhưng lần này anh sẽ phải giải thích kha khá thứ vì thằng đệ đã khai ra tất cả về chuyện ho -hi biết đi ở cali rồi bắt nó giữ bí mật không được nói cho cấp trên trong cái thế khó cãi này ho liều mình lao vào đấm thằng em tỏ ra mình rất mất kiểm soát các kiểu nhưng lại tài tình nhét vào túi nó chiếc máy nhắn tin mà mỹ giao cho anh vừa đúng lúc david hết sự kiên nhẫn định bóp cỏ vào ho thì cái máy đấy rung lên do nhận được tin nhắn thế là cái kế gắp lửa bỏ tay người của ho một lần nữa đã cứu được mạng anh ngay sau khi bước chân qua cửa tử ho vội vã về nhà ngoại rất may là cả nhà vẫn bình yên con cái thì đang vẽ tranh còn vợ thì vẫn đang dỗ trên tầng lúc này ho chỉ biết khóc thôi còn mắng còn chửi được thì đã là quá may mắn rồi Vậy Jorge có từ bỏ ở đây không? Câu trả lời là không. Anh lại một lần nữa đưa cả bản thân và gia đình vào một ván cược. Jorge sẽ tin DEA thêm một lần nữa. Lần này, anh báo cáo với các đặc vụ về chuyện nickname của mình đã bị lộ, chứng tỏ phía chính phủ Colombia cũng có nội gián. Tạm thời tôi sẽ để anh kỹ thuật được yên ổn, bởi còn một chuyện nữa vẫn chưa được giải quyết giữa đôi vợ chồng Franklin. Chồng thì đang bị bắt giữ để lấy lời khai, còn vợ đã bị đưa thẳng vào rừng làm tù nhân giam lỏng. Thế làm cách nào mà Pena tìm được người trong rừng bây giờ? Dĩ nhiên là phải nhờ người quen cũ. Sau khi đế chế của Pablo sụp đổ, từ một thành phố nguy hiểm nhất Colombia, Madeline trở thành nơi an toàn nhất. Đó không phải kết quả của việc ngăn chặn buôn mai thúy. Thực ra nơi đó vẫn còn đang hoạt động, thậm chí còn tốt. Lý do là bởi bố già của Madeline, người bạn cũ của Pena, với cái tên thân thương là Don Béo. Lão này có thông tin khắp nơi mà lại rất khoái Pena, nên là đưa ra một thỏa thuận để có thể bắt vợ Franklin về. Đó là khi nào tên của Don vào trong danh sách việc cần làm của DEA Thì chỉ cần Pena báo trước một tiếng để lão chuẩn bị sau khi có được thỏa thuận, Don Béo nói cho bên đang giữ con tin, tổ chức này có tên là FARC, viết tắt cho lực lượng vũ trang cách mạng Colombia, một đội quân du kích hùng mạnh với khoảng 17.000 người. Nhóm này gọi vốn bằng cách đi bắt cóc người của những gia đình giàu có. Vậy nên khi băng Cali muốn giấu một ai đó đi thì gửi cho bọn này là phương án an toàn nhất, tất nhiên là mất một khoản phí, gọi là tiền trông trẻ. Để đánh được bọn này thì Pena cần tới sự trợ giúp của lực lượng an ninh tư nhân, hay được biết đến ở mùa trước là Los Pepes của anh em nhà Castano. Chiến dịch lần này diễn ra như sau: pena cùng đội giải cứu con tin sẽ di chuyển tới bằng trực thăng và âm thầm tiếp cận căn cứ sau đó trực thăng sẽ bay ngay trên đầu của farc vừa để thu hút sự chú ý của chúng vừa để quét một lượt xem vị trí chính xác của con tin ở khu nào sau khi phe địch đã bị xé lẻ đi nhiều hướng pena sẽ bám theo hướng con tin cô ta đang bị giữ bởi một thằng nhóc con biết là việc này trái với lương tâm nhưng pena vẫn phải bóp cò sáng hôm sau pena bắt chuyến bay sớm nhất để cho hai vợ chồng tái hợp không may là trước đó franklin đã bị người của băng đảng xử gọn trong tù rồi thế là công sức của vị đặc vụ này suốt mấy tập qua thành công cốc hết sau khi sâu chuỗi sự việc quân cờ duy nhất của mình bị triệt hạ cộng với thông tin về người truyền tin bị dò dỉ cho băng đảng thì penna cho rằng tay trong của băng đảng không ai khác lại chính là vị bộ trưởng bộ quốc phòng nhưng với tình hình hiện tại cộng với kết quả bết bát của mình thì penna khó lòng được trao trách nhiệm một lần nữa công việc của ông sẽ được bàn giao lại vào 5 giờ chiều nay đó sẽ là thời gian penna dùng để giải cứu gia đình của hohi người đưa tin hay ông sẽ ô in cho nỗ lực cuối cùng bên lý bên tỉnh bên nào cũng nặng chi bằng ta làm cả hai Đầu tiên Pena tìm tới sự giúp đỡ của tướng Serrano. Với tướng thì nếu thất bại thêm lần này nữa thì mọi thứ ông gây dựng trong sự nghiệp của mình sẽ mất hết. Nhưng điều mà ông lo ngại nhất là kể cả nếu có bắt được Miguel thì với số quan chức mà băng Cali đã mua chuộc, rồi hắn cùng ông anh sẽ lại được ra bằng cửa sau. Dù vậy thì dường như Serrano đã nghe thấy tiếng gọi của chúa. Ông vẫn sẽ ra quân để tóm sống Miguel khi hắn ra khỏi nhà. Lần này trưởng an ninh Hohi trực tiếp đến bàn bạc chiến thuật luôn, vì nếu không bắt được Miguel, có lẽ nay cũng là ngày cuối của anh. Hiện tại gia đình anh đang bị băng đảng theo dõi ở bên ngoài, nên nếu muốn hành động phe bắt lão nhị và phe giải cứu gia đình phải hoạt động cùng một lúc khi đã thỏa thuận xong, ho hi về nhà căn dặn vợ cho hết đồ vào vali rồi giao cho cô khẩu uzi để lỡ như ngày mai có ai vào trong nhà thì cô có thể dùng nó để phòng vệ. Cùng lúc đó ở hang ổ của mình, miguel có cuộc gặp riêng với hai ông trùm còn lại. Ông ta nói mình sẽ gắn thiết bị nghe trộm vào điện thoại của lão đại và nghe thấy cả hai người bàn bạc về thỏa thuận đầu hàng. Việc đó không có vấn đề, chỉ là ông muốn cả hai hãy theo ông. Ngay sau đó có hai cái điều ngon cho từng người. Với chape, ông sẽ được tái cơ cấu với hai cái xưởng bên new york. Còn Pacho trong phong bì này chính là địa chỉ nhà Salazar mà Miguel có được khi thỏa thuận với ông trùm của North Valley. Giờ anh muốn trả thù cho em trai hay sao thì tùy. Ngay sau đó, Hohi bước vào trong với một chút tín dụng ít ỏi của mình. Anh thông báo với ông chủ về chuyện hai đặc vụ DEA trở lại Cali. Sau đó Miguel cũng nói với nguồn tin của mình ở Bogota. Dù không đề cập nhưng ai cũng biết là vị bộ trưởng thì phía Mỹ sắp lên kế hoạch để vây bắt ông. Pena đưa tin bộ trưởng làm tay trong cho người nhà báo quen thuộc. Bà ta cũng đưa lại cho ông thông tin giật gân không kém qua điều tra về những tài khoản mà Franklin dùng để rửa tiền. Nó liên kết đến chiến dịch tranh cử của vị tổng thống hiện tại. Hay nói cách khác, nếu vụ này mà công khai ra thì cả bộ máy chính trị của Colombia sẽ nát bét. Nhưng mỗi tội là chưa có bằng chứng cụ thể. Tình hình ngày càng căng thẳng khi sau cả tiếng ngồi trách cam, David đã thấy Hohi xuất hiện tại nơi có hai đặc vụ DEA ngay lập tức hắn gọi về cho bố mình để tạm hoãn kế hoạch ra ngoài cũng như lôi ho hi vào trong xử tội phía mỹ có vẻ như cũng đoán được việc anh an ninh bị lộ tẩy nên đã xin lệnh để đột kích cứu người một cuộc hỗn chiến xảy ra giữa hai phe máu bắt đầu đổ còn miguel hắn vẫn cay cú nên muốn chính tay mình kết liễu thằng nhân viên phản bội thay vì dùng súng thì lão nhị muốn chùm đầu cho nó thú tính ấy thế mà anh an ninh phổi to chịu được hơn 3 phút đủ thời gian để quân đội ập vào cứu mạng trước khi hết hơi còn Miguel, hắn đành bỏ lại Hohi để tìm đường thoát cho bản thân. Nhưng dù đi bằng cửa phụ thì bên ngoài vẫn còn thiên la địa võng. Con ô tô chở hắn đã bị chính tướng Serrano tông cho méo một bên. Vậy với gia đình của Hohi thì sao? Anh đặc vụ DEA còn lại đã tới trước David một bước và bảo vệ được ba mẹ con. Cả nhà sẽ gặp nhau ở ngoài sân bay để làm thủ tục qua Mỹ. Vậy thì đây đã phải là một chiến thắng hay chưa? Nếu các bạn đưa con chuột theo video thì sẽ biết là vẫn còn một khúc nữa, nên là chưa hết đâu. Bởi vì sao? Vì bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ăn tham nhũng. Số tiền tổng thống sử dụng cho cuộc tranh cử cũng tới từ bang Cali, nên nếu như không muốn cả hai tên trùm được thả ra thì cần phải đưa cả tổng thống vào tù. Việc này bắt đầu quá tầm của Pena hay kể cả đại sứ quán. Trò chơi này, ngay từ đầu con cáo giả Gilberto đã tính hết cả. Bước tiếp theo, cả Pacho và Chepe sẽ tự nguyện đầu hàng để hoàn thành thỏa thuận với phía chính phủ và ban cho chúng một mức án tối thiểu. Sau đó không còn sau đó nữa. Chepe thì ung dung ngồi ăn ở một quán buffet bên đường. Khi cảnh sát đến còn mời cả hai anh mỗi người một suất. Khi nào no nê thì chở ông ta tới nhà tù. Còn Pacho hắn cần làm một việc cho ông em trai lái xe lăn trước với địa chỉ được Miguel cung cấp. Pacho vác quân tới quét sạch gia trang nhà Salazar, sau đó ngồi ung um dung trong nhà thờ, không phải để xưng tội với Chúa mà là để đợi tướng Serrano đến trao lắc bạc. Trên sóng truyền hình, tổng thống Colombia vui mừng thông báo về chiến thắng của cả nước Colombia sau khi băng Cali, tổ chức chịu trách nhiệm cho hơn 80% nạn buôn lậu ma túy trên thế giới đã đầu hàng, giống như những gì ông ta hứa trong nhiệm kỳ làm việc của mình. Để giờ đây, bốn quý ông Cali đang an dưỡng trong nhà tù, được bảo vệ nghiêm ngặt, tiền thì vẫn ở trong túi, còn ở bên ngoài Pena đang chạy deadline trước khi cánh cửa nhà giam được mở ra. Ông đến tìm Hohi. Theo đại sứ quán thì ngày mai anh và gia đình sẽ có thể bay qua Mỹ, nhưng ông vẫn muốn níu anh lại để tìm ra tên kế toán trưởng. Hắn là người duy nhất có thể giải mã được cuốn sổ cái, có thể trong đó sẽ có thông tin vụ hai anh em nhà Rodriguez đưa 6 triệu đô cho chiến dịch tranh cử của tổng thống. Nếu tên kế toán chịu đứng ra làm chứng ở tòa án Mỹ, theo lời Hohi, vợ của hắn đang ngoại tình với đồng nghiệp làm cùng. Hohi biết được việc này do nghe trộm các cuộc điện thoại. Ở phía còn lại thì Miguel cũng biết rõ cần phải tìm tên thư ký. Thế thì tên thư ký đang ở đâu? hắn đang trở thành con hàng được cả nước săn đón. Phương án đầu hàng với nhà nước dường như không khả thi bởi cảnh sát bị mua chuộc hết rồi. Còn chuyển tới thành phố khác sống thì lão già này lại đang vướng bà vợ. Vợ lão nói mới khởi nghiệp nên không muốn chuyển đi nơi khác, nhưng thật ra là đang vướng vào đống quần thằng đồng nghiệp, chứ chẳng có khởi nghiệp gì ở đây. Người thực sự khởi nghiệp là con đàn bà Maria Salazar. Cô ta sau khi thấy Miguel thất thế đã qua bên North Valley, sẵn sàng dạng háng để được bảo vệ. Hết như cách cô ta trở mặt với nhà nội sau khi chồng chết, quay trở lại với nhân vật được săn đón lúc này, tay kế toán hỏi. Chuyện là Pena đã tới công ty của vợ hắn cùng nhân tình ngay sau khi được đặc vụ mở lời, tên nhân tình đã liên lạc lại với bà vợ. phía Ho Hi cũng tận dụng cơ hội này để xác định vị trí nơi cô ta bắt máy. ít lâu sau, tên nhân tình này có một cuộc hẹn với David. hắn nghĩ thông tin của mình sẽ có giá trị hơn nếu trao đổi với băng Kali. kết quả là nát nguyên cái bàn tay vì thích mặc cả với xã hội đen mà vẫn phải khai ra vị trí. tối hôm đó, phía Penna đã tới được nhà lão kế toán trước hai bên nhanh chóng có được thỏa thuận làm chứng để được bảo vệ đang chuẩn bị dọn hành lý để lên đường tên sát thủ Navagante đã tóm được hohi hắn không xử hohi ngay vì david muốn tự tay làm việc này không những thế khi penna hỏi hohi tình hình thì Navagante cũng ép anh cô láo để đặc vụ dẫn cả nhà ra xe đến khi tên sát thủ chuẩn bị cầm súng xấy cả gia đình thì hohi đã rút ra khẩu súng mình giấu rồi tự xử lý hắn không những một mà cả 8 viên cho chắc Tất nhiên David khi biết tin này thì đã không thể kiềm chế được, nhưng mà chưa kịp vác quân ra sân bay chặn đầu thì khi vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, David đã bị quân của North Valley sấy thủng người. Vậy là mọi thứ đã đến lúc ngã ngũ, cả gia đình tên kế toán cùng Hohi được đưa tới Mỹ tại phiên tòa liên bang. Ông ta khai hết sạch xanh xanh mối quan hệ giữa chính phủ Colombia và băng đảng Mai Thúy Cali, còn ở quê nhà, tổng thống phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc hướng về phía mình. Vậy nhưng Mỹ cũng có cách trừng trị riêng của mình, là biến Colombia từ một nước đồng minh thành kẻ thù, dọa cắt bỏ các nguồn viện trợ từ nước ngoài. Nếu vậy còn chưa đủ để đánh bại các ông trùm, thì Pena sẽ lấy cả sự nghiệp của mình ra để đi nước chiếu tướng. Ông hẹn gặp với cô nhà báo, phơi bày toàn bộ sự thật cho nhân dân Colombia về chuyện tổng thống đã thỏa hiệp với những tay buôn lậu để đổi lấy sự miễn trừ và cả chuyện Hoa Kỳ cũng nhắm mắt cho qua mọi chuyện. Trong bài phỏng vấn, Pena đã gọi đất nước mình đến làm khách là dân chủ Mai Thúy. Tin tức này đã chọc giận bộ ngoại giao và cả nhân dân Colombia. Họ yêu cầu tổng thống phải từ chức. Từ đây các sự kiện liên tiếp nối đuôi nhau, khiến các quý ông Cali không có được sự bảo kê từ chính phủ nữa. SEP đã quyết định tự mở lối thoát cho riêng mình. Hắn không thể trở lại New York nên đã tìm đồng minh mới ở quê nhà. Có lẽ SEP hơi tự tin khi nghĩ rằng anh em nhà Castano là một đối tác tốt, nhưng không phải lúc nào tiền cũng là ưu tiên. Nếu bạn còn nhớ thì băng Cali đã hợp tác với FARC để giấu vợ của tay rửa tiền Franklin, mà FARC lại chính là nhóm quân đã sát hại bố của anh em Castano. Nên nước đi này của Chepe thật sự là đi vào lòng đất Tôi cũng không biết rõ ông ta có được trôn cất tử tế hay là không Chứ xác thì bị vứt ra giữa đường Ông trùm tiếp theo Người có bộ sưu tập áo sơ mi đẹp nhất phim Cũng không có được cái kết khá hơn ở trong tù Vụ quét sạch nhà Salazar đã biến hắn trở thành kẻ thù trọn đời của North Valley Nên đã sớm bị tay chân trong nhà tù xử đẹp Đối với anh em nhà Rodriguez Áp lực chính trị từ Hoa Kỳ Và sự lạnh nhạt của Tổng thống ô nhục Colombia Chúng ta đã có lại lệnh dẫn độ Để mang hai ông trùm chịu xét xử dưới pháp luật tối cao Hoa Kỳ nhưng người tốt cũng không có được cái kết đẹp hơn hay chính xác hơn là phải trả giá vì sự phản bội của mình dù được penna hết mức bảo chữa rằng hohi đã phải mạo hiểm tính mạng để đảm bảo cuộc truy quét thành công thì anh ta vẫn phải nhận tội thông đồng từ đó hohi biến mất trong chương trình bảo vệ nhân chứng của liên bang cho đến nay thì hohi vẫn đang sống khỏe ở ngoài đời luôn kết lại bộ phim thì có lẽ phải mất nhiều năm nữa tình hình buôn lậu ở colombia mới có các cái tên mới đây chắc chắn là một chiến thắng lớn trong chiến dịch truy quét bánh khảo và sự nghiệp của penna sẽ chưa dừng lại khi ông vừa được phục hồi chức vụ để chuyển sang map thi đấu tiếp theo mang tên mexico nacos mexico là một show truyền hình cũng được chuyển thể từ các sự kiện lịch sử có thật cũng liên kết với nacos ở colombia chúng ta sẽ gặp lại nhau ở đó nếu có duyên còn bây giờ thì tôi quản quại xin chào và hẹn gặp lại